Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá, ngày 12 tháng 11, đội hình tuyển Tây Ban Nha, dự cua cấp 2022. Huấn luyện viên Luis Enrique chính thức công bố danh sách đội tuyển Tây Ban Nha, dự World cấp 2022. Hàng hậu vệ không có quá nhiều sự thay đổi so với lần cuối cùng Tây Ban Nha. Thi đấu tại Nations League vẫn là những cái tên quen thuộc như Carvajal, Azizbilicueta, Garcia, Bautoret đi Alba hay Laporte tuyến tiền vệ sẽ là sự kết hợp của những cầu thủ đánh chặn hàng đầu như Busquets Rodri và Coke với những chấn truyền thượng hạng như Gavi Peri, Colo Suler và Marcos Llorente tuy nhiên tiền vệ trung tâm hàng đầu ngoại hạng anh là Thiago của Liverpool bất ngờ vắng mặt với những gì đã thể hiện trong suốt thời gian qua quyết định loại Thiago Alcantara có lẽ sẽ khiến huấn luyện viên Enrique nhận nhiều ý kiến trái chiều. Hang tiền đạo có lẽ là nơi khiến huấn luyện viên Enrique lo lắng nhất bởi những cái tên trong danh trên, không duy trì được phong độ ổn định, thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên với tài thao lực đỉnh cao, huấn luyện viên người Tây Ban Nha biết sẽ phải làm gì để phát huy sức mạnh nơi hàng công của La Roja. Vị trí thủ môn, yêu nài Simon Athletic Club, Robert Sanchez Brighton David Rea Brentford, vị trí hậu vệ, Jenny Canvacan Real Madrid, Cesar Azipilicueta Chelsea; Eric Garcia Barcelona, Hugo Zulamon Valencia, Paul Torres Villarreal, Emeric Laporte Manchester City, Jordi Alba Barcelona, Jose A Valencia, vị trí tiền vệ, Sergio Busquets Barcelona, Rodrigo Manchester City, Gavi Barcelona. Carlos Soler Valencia, Marcos Llorente Atletico Madrid, Peri Barcelona, Coke Atletico Madrid, vị trí tiền đạo, Phơi rừng Torres Barcelona, Nico Williams Athletic Club, IRB Pino Villarreal, Alvaro Morata Atletico Madrid, Marco Asensio Real Madrid, Pablo Sarabia PSG, Gianni Olmo Leipzig, ân sự Fatih Barcelona. Bản đấu của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2022. Tại World Cup 2022, Tây Ban Nha nằm tại bảng E với sự có mặt của Đức, Nhật Bản và Costa Rica. Đây được đánh giá là bản đấu tử thần. Thầy trò Luis Enrique cần cẩn trọng nếu không muốn về nước sớm. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng xin chào và hẹn gặp lại quý vị